và nhiệm vụ của chúng ta đợt này là phải vô hiệu hóa quả tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân. Các đồng chí đã rõ chưa? Rõ. Anh mới có ý kiến gì không? Chúng ta vô hiệu hóa quả bom một cách nào? Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, chúng ta chỉ cần tháo được đạn hạt nhân và đem về giao lại cho chủ tịch thôi. Tôi có ý kiến. Nói đi. Em thì sao? Thôi không được đấy. Tất cả sẵn sàng hành động. Pick và Tèo hỗ trợ vòng ngoài. Người còn lại theo tôi. Chúng tôi ở lại đây chỉ chung nghe nói chưa? Đó, xuất phát.
Đừng giết nó, để tao thu cho mày nghe. Chết rồi, chết rồi.